Xin được mến chào tất cả quý vị khán giả đang đến với chương trình Trò chuyện cùng chuyên gia. Thưa quý vị, chương trình do kênh Truyền thông Tư vấn Sức khỏe Alo Bác sĩ thực hiện và được phát sóng trên các nền tảng của Alo Bác sĩ. Thưa quý vị khán giả thân mến, ngày hôm nay chúng tôi thực hiện chủ đề với tên gọi là Châm cứ bấm huyệt, cấy chỉ và những ứng dụng trong điều trị suy giãn tĩnh mạch chân. Và vị chuyên gia sẽ đồng hành trong số phát sóng ngày hôm nay, Thanh đáp xin trân trọng giới thiệu có sự góp mặt của bác sĩ Kiko Hai, hình tấn Vũ, chuyên gia y học cổ truyền dạ xin được kính chào bác sĩ Vũ à, à chào Thanh Ráp, chào quý vị khán giả dạ ở đầu tiên Thanh Ráp xin phép hỏi bác sĩ Vũ đó chính là trong y học cổ truyền thì họ sẽ diễn giải như thế nào về cái tình trạng suy giãn tĩnh mạch chân và đâu là cái nguyên nhân dẫn đến tình trạng này thưa bác sĩ theo y học cổ truyền á thì tĩnh mạch suy giãn tĩnh mạch chân á thì à. ta thuộc phạm vi chứng cân lụ tức là cái cái gân người ta gân xanh, uh, tím nó nó nổi lên coi như là nó xoắn lại thành yeah. từng hòn và nó kết lại uh, uh, giống như con dung vậy đó nó nổi đầy ở chân yeah. thì người ta gọi là cân lụ uh, để chỉ ở bên tình trạng y học hiện đại gọi là suy giãn tĩnh mạch chi dưới yeah. thì uh, nguyên nhân nó bên y học cổ truyền cũng có rất là nhiều cái uh, nguyên nhân nhưng mà nguyên nhân mình thấy thường uh, gặp đó là do là thứ nhất là thủy thấp nó ứ nước lại dưới chân dạ. cái thứ hai là do huyết ứ cái thứ ba là khí huyết nó hư suy si, thì nó cũng gây nên cái tình trạng là gọi là cân lụ hay là suy giãn tính mạch chi dưới dạ vậy thì những cái triệu chứng của suy giãn tính mạch chân được mô tả trong y học cổ truyền thì liệu rằng nó có khác gì so với tây y hay không và trong đó thì đâu là những dấu hiệu điển hình mà cảnh báo căn bệnh này thưa bác sĩ vũ thì uh, chúng ta sẽ thấy là suy giãn tính mạch chi giữa cái đông và tây thì nó không có một cái uh, À, giờ rõ ràng về vấn đề triệu yeah. chứng nó cũng giống nhau là ở chỗ là căng tức là tê nặng mỏi ở vùng chi dưới nhất là khi đứng lâu yeah. hoặc là cái đi lại thì nó đỡ rồi đứng lâu hoặc là mình đang ngồi ở một tư thế nào đó à, lâu thì nó sẽ gây nên ứ nước hay là ứ dịch ở chân thì rồi nó ảnh hưởng đến cái sinh hoạt cũng như trong cái cuộc sống của cái người bị suy giãn tĩnh mạch chi dưới. Dạ yeah. à, vậy thì nó có những cái dấu hiệu điển hình nào hay không thưa bác sĩ? thì như dấu hiệu điển hình thì theo cái thể bệnh dạ. mà nó có những cái dấu hiệu điển hình nhưng dấu hiệu chung là chúng ta nhìn thấy là nó nổi gân ở dạ. dưới cái cái chân nếu mà nói theo y học hiện đại thì đây là thường là giãn tĩnh mạch nông dạ. còn nếu mà muốn giãn tĩnh mạch sâu muốn biết giãn tĩnh mạch sâu thì người ta phải dùng siêu âm mạch máu thì y học cổ truyền chỉ nhìn do tùy theo cái tình trạng Thí dụ như là thấy thủy thấp là thấy ứ nước ứ dịch ở dưới chân thì người ta gọi là thủy thấp và nó làm cho chân nó phù lên còn cái khí huyết hư thì cái chân ngay chỗ đó nó màu ngoài cái nổi lên cái gân như vậy thì nó chỉ qua màu xanh tái và da dùng đó nhợt và nó có thể ngứa còn nếu mà nó do mà huyết ứ thì cái da của dùng đó nó bị bầm tím và nó nó gây nên khó chịu khi mà cái cảm giác bước rất khó chịu trong cái quá trình mà à coi như ngồi lâu hay đứng lâu. Dạ. Vậy thì dưới góc nhìn của y học cổ truyền thì suy giảm tĩnh mạch chân được phân loại Những cái mức độ ra sao thưa bác sĩ? Như tôi đề cập đến với tham giác đó là dạ. chúng ta sẽ thấy nó bên y học của truyền không có phân loại dạ. mà nó chỉ dựa vào cái triệu chứng. Ví dụ như người đó coi như là tự nhiên có nước thì nó gọi là thủy thấp. Dạ. Ví dụ như người đó mập à, mà nó, nó 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 nổi ở dưới chân thì người ta gọi là đàm thấp. À, hoặc là khi mà nó có nước dịch nó chả, mà chảy ra thì người ta gọi là thấp nhiệt, yeah. à, hoặc là nó có những cái tình trạng mà nó nóng bức rứt ở dưới chân thì người ta gọi là quả thấp à, và khí hư hay khí huyết nó hư hoặc là khí huyết nó, nó bị à, ứ thì tùy theo cái cái tình trạng mà người ta có một cái hướng điều trị thích hợp chứ người ta không vân độ như y học hiện đại. Dạ. Yeah. À, thưa bác sĩ y học của truyền thì có những cái liệu pháp nào được áp dụng trong cái vấn đề là điều trị suy giảm tĩnh mạch chân và mỗi cái phương pháp này sẽ được áp dụng cho các cái mức độ suy giảm như thế nào thưa bác sĩ? Thì đối với y học của truyền nó có hai phương pháp điều trị thôi, dạ. Yeah. tức là dùng thuốc và không dùng thuốc. Tùy theo thứ nhất là sở trường của một ông thầy đó. Yeah. Cái thứ hai là tùy theo cái vấn đề mà ở trong tay của một ông thầy đó có những cái loại thuốc hoặc là không dùng thuốc hoặc là chuyên ngành thì chúng ta sẽ có một cái phương pháp điều trị thí dụ như dùng thuốc thì người ta có thể dùng ví dụ khí huyết hư thì người ta có thể dùng bài bắc trân còn khí huyết ứ trệ thì người, yeah. người ta có thể là tứ, tứ vật da đào hồng hay là hoặc thủy thấp thì người ta cho các cái loại thuốc mà bổ thận kết hợp với lợi thủy thẩm thấp còn nếu trường hợp mà về vừa không dùng thuốc thì người ta có thể sử dụng như là châm cứu yeah. hay là so bóp hay là cấy chỉ hay là các cái phương pháp mà không dùng thuốc khác, ví dụ để mà à, thông qua đó à, coi như mong muốn để đạt được một cái hiệu quả trong cái vấn đề điều trị suy giãn tĩnh mạch chi dưới. Dạ, yeah. à, một trong những cái biện pháp không dùng thuốc vừa được bác sĩ Vũ nhắc đến là chăm cứu vậy thì thưa bác sĩ chăm cứu có vai trò như thế nào trong cái vấn đề điều trị suy giãn tĩnh mạch chân? À, liệu trình chăm cứu này sẽ diễn ra ra sao và chỉ định cũng như là chống chỉ định ra sao thưa bác sĩ? À, thì chăm cứu đó, nó giải quyết được cái triệu chứng của của suy giảm tim mạch chi dưới là triệu chứng là tê tức nặng mỏi thậm chí có những cái vấn đề mà đau âm ỉ dạ, vâng. à, thì ch, chăm cứu mỗi ngày mình chăm một lần hoặc đến hai lần và chăm từ coi như là một liệu trình đó là hai tuần à, hai tuần và chúng ta nghỉ hai tuần và lặp lại như vậy là ba cái liệu trình và sau đó thầy thuốc sẽ khám đánh giá để mà có cái hướng dạ. à, điều trị tiếp thì vấn đề chăm cứu chúng ta sẽ thấy là chỉ định của nó trong những trường hợp mà đau tê tức nặng yeah. mỏi và yeah. chống chỉ định của nó trong những trường hợp mà chưa chúng ta sẽ thấy là ở vùng da đó có những bất thường hoặc là bệnh cảnh ngày càng nặng yeah. thì phải chuyển qua phương pháp khác để mà có cứu điều trị thích hợp. Dạ, yeah. à, đối với phương pháp chăm cứu thì liệu rằng trong quá trình chúng ta điều trị thì có cần lưu ý những cái vấn đề gì hay không thưa bác sĩ? À trong quá trình chăm cứu cũng như là À, các phương pháp mà, mà chúng ta có thể hỗ trợ là chúng ta sẽ à, để giải quyết các cái triệu chứng khó chịu trong cái vấn đề suy giãn tĩnh mạch chi dưới à, kết hợp với vấn đề mà tìm hiểu nguyên nhân để chúng ta kết hợp chăm cứu với giải quyết nguyên nhân để từng bước cải thiện cái vấn đề giãn tĩnh mạch chi dưới đó là mục tiêu trong cái vấn đề mà điều trị về vấn đề chăm cứu Dạ, à, lúc trước thì bác sĩ cũng đề cập một phương pháp không dùng thuốc tiếp đến là cái chỉ. Vậy thì à, cái chỉ có hiệu quả ra sao trong điều trị cái bệnh lý này cũng như là thường được chỉ định trong những cái trường hợp như thế nào thưa bác sĩ? À, như chúng ta thấy là cái chỉ người ta gọi là một bước tiến mới của chăm cứu. Dạ. Thì thay vì thứ nhất là một bệnh nhân có thể bệnh nhân xuất viện à, mà để chuẩn bị cho một cái liệu trình mới thì người ta có thể là cái chỉ để cho cho bệnh nhân về một thời gian rồi quay trở lại. Cái thứ hai là cái chỉ này nó có một cái lợi là Dành cho những người mà không có thời gian đến để mà chăm cứu hàng ngày Mỗi lần cái chỉ chúng ta vậy đó là khoảng từ Một đến hai tuần yeah. Chúng ta quay trở lại Và cái Cái chỉ này nó cũng thích hợp với Một số như là vấn đề chăm cứu cũng đau tê tức nặng mỏi Nhất là cái vấn đề mà Ở vùng chi dưới thì yeah. cũng tỏ ra rất là hiệu quả Và khi Cái vấn đề nó cũng là chỉ định chống chỉ định giống như là cái vấn đề mà chăm cứu nhưng mà tuy nhiên chúng ta cần lưu ý thêm là cái vấn đề mà dùng uh, cái chỉ nó có thể gây nên cái vấn đề mà uh, phản ứng với yeah. cái uh, chỉ và cũng như là một số cái vấn đề có khả năng nhiễm trùng điều này uh, hết sức chăm sóc cẩn thận trong quá trình sau cái chỉ thưa bác sĩ Vũ suy giãn tính mạch chân thì làm cho nhiều người khó chịu Vì cái cảm giác đau rồi châm chích của nó nhiều người thì tìm đến phương pháp là xoa so bóp bấm huyệt để mà giảm đau Ở giảm những cái cảm giác này à, xin hỏi bác sĩ là xoa so bóp bấm huyệt thì có công dụng ra sao trong cái vấn đề là điều trị suy giãn tính mạch chân thưa bác sĩ Vũ Nên, giống như tôi đề cập đến xoa so bóp nó cũng là một phương pháp không dạ. dùng thuốc thì nó cũng giải quyết được trong cái vấn đề mà uh, suy giãn tính mạch chân ví dạ. dụ như chúng ta sẽ thấy tùy theo thể là thủy thấp chúng ta có thể xoa so bóp nó sẽ làm cho máu huyết lưu thông để giải quyết được cái vấn đề à, lợi thủy thẩm thấp mà, cũng như là cái vấn đề quyết ứ trong cái vấn, yeah. vấn đề sâu bóp bóng biệt nó cũng cải thiện cũng như là vấn đề mà khí huyết nó hư thì khi sâu bóp nó làm tăng cường cái, cái à, mà mạnh mẽ về cái khí huyết thì cũng cải thiện như vậy sâu bóp bóng biệt nó cũng cùng với phương pháp không dùng thuốc khác nó cũng góp phần vào cái vấn đề cải thiện các cái triệu chứng của cái vấn đề suy dẫn tinh mạch chi dưới tuy nhiên chúng ta cần phải quan tâm đến vấn đề nguyên nhân yeah. để từ đó kết hợp với giải quyết nguyên nhân và cái vấn đề giải quyết cái triệu chứng để chúng ta làm sao cho bệnh nhân từng bước cải thiện và hướng về cái cuộc sống bình thường. Dạ, thưa bác sĩ về cái trường hợp nào thì có liệu rằng chúng ta có thể so bó bấm huyệt và cái trường hợp nào thì phải cần tránh? Như đối với so bó bấm huyệt chúng ta chú ý một số vấn đề thì trong những như tôi đề cập đến đó là do thủy thấp, do khí huyết ứ trệ, do khí huyết nó bị hư thì giải quyết được. Tuy nhiên ngày nay kết hợp với học hiện đại thì mình có thể Yeah, khi mà trong quá trình sau bóp thì mình có thể siêu âm mạch máu chi dưới nếu mà nó có cái vấn đề mà thứ nhất là tổn thương van cái thứ hai là cái mà bị huyết khối thì cái vấn đề sau bóp cũng hết sức là cẩn thận à, à, cẩn thận trong quá trình sau bóp cũng như là khi mà sau bóp những cái vùng da đó bị lỡ loét hay là yeah. nó có những cái bất thường thì chúng ta cũng không nên sau bóp ở vùng chi dưới và dạ. ngoài những cái phương pháp không dùng thuốc như là xoa bóp, bấm huyệt, cấy chỉ và à, châm cứu thì có nhiều người họ còn tìm đến một cái phương pháp đó chính là ngâm chân trong nước, rồi chườm nước nóng, nước lạnh và thì liệu rằng cái giải pháp này có hiệu quả với những người bị suy giảm tim mạch chân hay không và nếu có thì chúng ta nên chườm ấm, chườm lạnh hay là chườm mát sẽ tốt hơn thưa bác sĩ như uh, chúng tôi đề cập nó tùy theo cái cái thể mà chúng ta có thể chườm chúng ta có thể chườm ấm dạ. uh, À, trong những trường hợp mà nhưng mà thường là cẩn thận nếu mà mình thêm phối hợp thêm với học hiện đại để xem coi cái giãn tính mạch này nông hay giãn mạch yeah. sâu thì có một cái sự chùm nó thích hợp thì thường là mình chùm ấm là khoảng uh, qua cái mắt cá là là được yeah. à, còn cái thứ hai là chùm lạnh là trong trường hợp mà bị uh, suy uh, bị một số cái huyết ứ cũng như là chùm uh, mát thì uh, để mà có sự tăng cường cái khí uh, huyết. Uh, mạnh lên thì yeah. tùy theo cái uh, thực thể ở trên lâm sàng mà người thầy thuốc sẽ có một cái sự chỉ định cũng như là trong cái tay của người thầy thuốc có những cái phương tiện dùng ấm chùm mát hoặc là chùm lạnh để mà tùy theo cái bệnh cảnh cũng như kết hợp với học hiện đại để có một cái sự mang lại một cảm giác dễ chịu thoải mái cũng như là kết hợp để giải quyết được cái nguyên nhân của cái suy giãn để thì mới mang lại một cái lợi ích mang lại một sức khỏe thiết thực cho những người bệnh nhân suy giảm tĩnh mạch chi dưới. Dạ. À, còn về cái vấn đề vật lý trị liệu trong điều trị suy giảm tĩnh mạch chân trị liệu rằng nó sẽ mang lại những cái hiệu quả như thế nào trong cái quá trình mà chúng ta điều trị bệnh và cái việc luyện tập này thì nên thực hiện tại cơ sở y tế hay là tại nhà thì sẽ tốt hơn thưa bác sĩ. Như chúng ta biết y học hiện đại thì à, cái vật lý trị liệu là một bước phát triển thứ ba của y học hiện đại. Dạ. Thì cái vật lý trị liệu khi mà mình tập luyện như vậy thì nó góp phần cải thiện các, các cũng như là nó cải thiện cũng như là ngăn ngừa ừ. coi như là phòng bệnh về cái vấn đề mà à, giãn tĩnh mạch chỉ dưới ừ. nó cũng tỏ ra rất là hiệu quả thì theo quan điểm của chúng tôi đó là nên tập ở bệnh viện ừ. sau khi mà bệnh nhân tập luyện nó thành thục rồi cũng như đánh giá của các bác sĩ thì có thể hướng dẫn cho một vài bài tập mà về để mà có sự tập luyện cải thiện thêm và nhớ một điều là À, tập luyện cũng là giống như một cái chỉ định cho nên phải có một sự kiểm soát về cái liều lượng chứ không phải một như một số người nói, về tập rảnh là tập rảnh là tập thì điều này nó sẽ không phù hợp với cái vấn đề mà à, các phương pháp khác cũng như phương pháp về vật lý trị liệu. Dạ. À, cảm ơn những thông tin chia sẻ của bác sĩ Vũ trong số phát sóng ngày hôm nay. Và ở phần cuối chương trình thanh chấp xin phép nhờ bác sĩ có thể đưa ra một vài lời khuyên, một cái vài lưu ý cần nhớ và những sai lầm cần tránh trong cái vấn đề chúng ta điều trị suy giãn tĩnh mạch chân ạ. À. À, như chúng ta biết suy giãn tới mặt chân là nó có thứ nhất là vừa bệnh lý và vừa cũng như là sau cái cái tuổi tác um, lớn tuổi thì nó cũng có suy giãn tính mặt chân cho nên chúng ta phải giải quyết phải tìm cái nguyên nhân nó như thế nào uh, kết hợp giữa đông và tây để mà làm sao cho uh, mình biết được nguyên nhân mà mình kết hợp giữa đông và tây để mà giải quyết cho nó uh, cải thiện một cách tốt nhất cho chúng ta và chúng ta Chứ chúng ta không phải là uh, tay mỗi một bên đông và tây đều có thế mạnh của nhau nếu mà kết hợp được thì nó sẽ làm cho cái cái người bệnh thí dụ như là về thẩm mỹ về uh, uh, cải thiện được cái bệnh cũng cải thiện tích, uh, sức khỏe cũng như là phòng ngừa được cái dạng tức là chi dưới thì cái vấn đề đây là một cái yêu cầu đặt ra đối với cả đông và tây nhất là trong giai đoạn hiện nay mình thấy có một cái phương pháp vật lý trị liệu nữa thì cái, cái vấn đề này nó sẽ góp phần À, thêm một cái uh, hỗ trợ tốt nhất trong cái vấn đề các cái bệnh cảnh nói chung cũng như là vấn đề mà à, chi tim mạch chi dưới nói riêng là góp phần mà phục hồi đưa người bệnh trở về cuộc sống gần bình thường hoặc là bình thường. Dạ vâng. À, thành ra cũng xin trân trọng cảm ơn những thông tin chia sẻ của bác sĩ trong số phát sóng ngày hôm nay. Mong cho bác sĩ thật nhiều sức khỏe. Thưa quý vị và thông tin vừa rồi của bác sĩ chuyên khoa 2 Huỳnh Tấn Vũ chia sẻ cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của tất cả quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong những số phát sóng lần sau. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.